tám mấy, sáu mấy phần trăm. Sáu mấy lâu lắm luôn. Sáu mấy phần trăm. Sáu mấy anh quay được 2-3 tiếng đồng hồ. Vậy hả? Ừ. À, hai xin chào cả mấy anh em nhà cộng đồng nha. À, chúc mấy anh em nhà cộng đồng nhiều sức khỏe và luôn luôn làm ăn phát tài nha mấy anh em. Bữa nay mình với bé đẹp với bạn Sang với anh hai nè. Đây, anh hai thì nằm bên đây nè. Họ đang sắp xếp đồ để đi bắt ảnh hương nữa mấy anh em ơi. Bữa nay mấy anh em mình đi bắt ở nương á, là để về làm hai món em, hai ba món gì đó mấy anh em ơi, xào lá cách với chiên giòn với xào xá ớt nha mấy anh em. có bạn Sang mình là ok nhất. Thôi bây giờ mình sẽ đi bắt ở nương mình làm tiếp nha mấy anh em. Đây mấy anh em ơi, thành viên mấy anh em thành viên ở trong cái đội mình đi bắt ảnh hương đây mấy anh em ơi. Đây là bạn Sang, đây là rồi nó tên luôn chứ. Đây mình là tên ngước cái đầu xích lên để công, mình tên là Mích Tự Công. Đây bạn Công, đây là anh hai. Ở đây là chị đẹp nhất trong đám. Bữa nay đẹp nhất trong đám nha mấy anh em, tại vì có mình bả đẹp nhất. Bữa nay mình bắt ở toàn nè, bữa nay là bả có một bả là phụ nữ là bả đẹp nhất. Đi qua bên kia hả? Qua bên kia, bên đây. Rồi. Bên đây mình tính đi bên đây mà bên đây nó ít quá mấy anh em ơi, mình đi qua mép bên kia. Quay nội, nói cái nàng hai này. Cái nàng hai hả? Ừ. Ô tôi chạy tôi gặp hoài đó. Chạy gặp hoài. Ăn sống nó sao? Mùi nó sao? Cái mùi nó hơi hơi hôi nhưng mà ăn sống nó nó kia là rất là ngon. Ăn ăn lên thuốc nữa. À. Cái nàng hai hả? Ừ. Đây này. Ồ cái mùi nó cũng được mà, chứ đâu hôi gì mấy. Cái này ăn sống được luôn nha. Ừ. Cái này em biết rồi, nhưng mà người ta ăn sống vẫn được luôn nè, nhưng mà ăn vẫn lên thuốc, nhưng mà không có tốt bằng cây nàng hai của mình ngày xưa. Vậy hả? Thơm á. Mùi cũng được mà đâu có ấy đâu. Nói chung là cây gừng này em chỉ cho anh nhiều loại cây gừng rất là ngon. Bây giờ mà mấy anh em mình đi xuống này là cái mùi nó hơi nặng mùi hơn chút xíu. Nặng mùi hơn. Ồ được mà, mùi cũng được nè. Sang 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 ơi, dao nè. Thôi bây giờ tôi tắt nàng lát đi, tại nó mở nàng lát nó hơi tốn pin. Rồi mở nàng lát cũng Sang hay gì, hay là mở nàng lát này luôn. Thôi nàng lát này luôn đi, quay được như vậy. Đó bây giờ mình chỉ quay cái cảnh mình đi vô đi, rồi hồi cái nào cái mình tắt ngang ở đây cái dễ tắt. Rồi nó xịt dính cái mình quay. Vậy là nó lại rồi ông ơi. Quay ơi. Không có đậu nữa, mình bước cái căn quẻ ta đó. Quay em nói nó gì cái thôi chứ. Nó không có rồi. Có nương đó. Nó có nhiều không? Có nương không? Kẻ nương cũng có nhiều kìa. Có con nhỏ. Con nhắn thì tầm ghê luôn. Nó nhiều kìa. Nó nhiều không có kìa. Cầm nhiều mai. Cầm bỏ túi không nội. Cái gì? Đừng á. Thử vô mấy cái bụi mà. Cái này dữ vậy ta. Không có hàng nữa ta. Nó có nó rồi nó kêu rồi. À, nó giao khối rồi là nó phải kiếm cái hang của nó vô nó đẻ mình mới bắt được. Và con ảnh hương này nó giao khối xong rồi đó là nó ít kêu lắm mấy anh em ơi. Con nào nó chưa giao khối thì nó sẽ kêu. À, mà lúc mà nó giao khối xong rồi nó kiếm cái hang nó vô nó đẻ. Vậy là cái lúc mà nó giao khối xong là mình phải đi kiếm cái hang đó mình mới bắt được nó. Chứ bây giờ chích mình đi vòng ở mấy cái khu này nè, cũng đầm lầy đồ tùm lum đó, nó cũng không có không chích, cũng không có không thấy nó luôn mấy anh em ơi.
rồi tắt đi, tắt đi nha. Đâu bọc đâu, bọc đâu, đâu rồi, bọc đâu, bọc đâu, nó nằm trên gốc cây ở trên bờ chứ nó không có nằm dưới nước nữa. Quá trời mập luôn rồi, trời ơi trời, có bụng nè. Vậy là giờ nó phóng lên cây rồi đúng không? Quá trời trời, đâu rồi, bọc đâu, bọc đâu, bao đâu, bao đâu, để khỏi ăn đâu. Đâu 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 đâu. Cái gì mà chưa có quay mà cái gì vậy sao? Đây nè. Đúng rồi, nó lên cây hết rồi. Đó, nó vô gốc cây. Vô chứ rồi, nó không chứ này rồi. Đây đây chú nó nè. Kìa. Chụp. Không không quay đi, chụp. Quay mới chụp. Đó là quay đó. Thấy không? Đây đây anh ngồi nè, bắt đầu bắt nè. Đó, đây. Kinh nghiệm nhiều quá, mình cứ đây, 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 bỏ vô. Vô là mình được bốn chú lợn con. Ủa sao cái này nó đi? Để tôi đi theo chị Chính nè quay. Thấy chị Chính coi, chị Chính bắt được nè. Chị Chính kiếm tổ quá, chị Chính. Kiếm tổ nè, thấy không? Trời ơi, đi bắt là có hại có tâm. Đi gạo làm cho vô nè. Nó trồng rau ơi. Không cho vô là. Ai đâu, đúng rồi, không cho vô có lý. Vô mương. Mương đâu mương. Vô mương nè. Nè nói vậy nói lại coi. Dạ. Mọi người ơi, mọi người. Trời ơi, con này nó ú. Hôm nay bắt hết rồi cả nhà, có 5 số con rồi cả nhà. Gì cũng từ từ chứ. Mới đi cả nhà. Cái mùa nè, cái mùa. Cái mùa. Cái mùa. Đâu cái đó cái gì? Cái mùa. Cái mùa. Cái mùa đó là làm gì ăn? Ăn cái với làm kiển. Dạ. Yeah. Còn ở nơi đây không có hoa lan, hoa huệ hay hoa hồng. Ok. Chỉ có hoa mua, hoa mua ai bán mà mua. Chơi mình thuộc được có nhiêu đó. Hả? Không, cái trái của nó ăn mà ngọt ngọt nhưng mà đen miệng lắm. Nhưng mà cái bông của nó là trồng như cái là bông nó tương tự như là bông sim vậy đó. Mà ta thấy rất là đẹp. Rất là nó trồng làm kiển chứ gì. Đúng rồi, chính xác, chính xác. Rồi được rồi. Cái này là nào dính tràm thì về U Minh mình nha. U Minh bốn bể là tràm là. Quá hay à nuôi ơi. U Minh Hạ là gốc của Kiên Giang và U của Cà Mau. Tràm nhiều tràm bốc vàng ha. Nè bà chị nói về bà chị. Càng nhiều càng im lên càng nhiều á. Bây giờ mình có bòn cắt chạy mọi người ơi. Vậy chứ không dính bữa nay ít quá sao vợ? Bữa nay ít thì mình bắt chạy mọi người ơi. Đúng rồi. Hợp lý. Mọi người ơi, mình có gà ăn mọi người ơi. Cái này đấm bốc hả? Cái đồ để quýnh đấm bốc á. Quýnh anh, tập quýnh anh. Trời ơi, trời. Thấy ghê chưa? Thấy ghê chưa? Xúc rồi. Ôi, vỏ này vỏ ba gà rồi, đánh đâu đó đó thấy bà cái lên. Sao mà không có con nào trên trời. Đâu. Cái chơi bự lắm à. Có đi mua không trời hay là mà đi mua rồi xách theo chợ? Không đâu, thiệt đàng hoàng à. Cả nhà ơi. Thì phải nói rõ ràng để không ấy người ta nói mình mua đó. Cái chơi cả nhà ơi, cái chơi ngon nghe cả nhà, cái chơi chuối nghe cả nhà. Rồi. Đây là trên đoạn đường mình đổi điểm hành quân nghe mọi người. Mình đổi điểm hành quân mới. Điểm này không được khả quan cho lắm. Mấy bạn ơi, cực khổ nhiều mấy bạn ơi.
Điểm này không được khả quan, mình nói địa điểm mới nha. Trời mưa anh ngồi vậy nè. Đó, mình chỉ cần cần kia rồi thò tay xuống mình chụp gì thôi. Đó, y chang như của mình nuôi vậy đó nghe cả nhà. Này bỏ vô. Mà mình đi nè, này giờ bạn dòm coi trong rừng trong rú không đó. Nhưng mà cũng như y chang như của mình nuôi vậy đó. Nó rất là dạng nha cả nhà. Miếng đất này là miếng đất ngàn công nha. Ừ, cho là vậy đó không á. Coi, coi coi trong mấy cái gốc cây này nè anh Công. Đúng rồi, đang coi. Thôi soi vô nó có bò lên không á. Trời mưa lớn quá trời là có thể là nó nhảy vô trong nhà mình luôn á. Có chứ. Rất là dạng. Nhưng mà bây giờ thịt nó ăn rất là ngon. Đây dính một con mới hai, hai con. Mấy tăng xịt lên nè. Ừ. Chính được hai con mấy em ơi. Ồ, nó nghe tiếng mình nó không có kêu không quên. Phải không? Bữa nay mấy anh em bắt được ít quá mấy anh em ơi. Cả nhà, cả nhà. Được cái trời với khoảng mười mấy con ảnh luôn. Cái nhà em bắt gà rừng nè. Dạ, bên gà rừng nha. Đây mới bắt được con gà rừng luôn. Bắt gà rừng. Như đây nói chung ra làm mồi nhậu là cũng bữa okay. Bữa nay thu hoạch đó mấy anh em. Ít đây. Bắt gà đi cực cổ lắm mấy mọi người ơi. Bắt cực cổ mọi người ơi. Gà này là mình bắt trong vườn nhà mình nha, chứ không phải mà đi mà không có ớt mà mình ăn ngóc không ăn. Gà nhà đó nha trời mọi người. Gà nhà mọi người ơi, không có mồi mình bắt gà luôn nha mọi người. Ok, may mà nghe đồn lên mất gà cái ông Phú Quốc nó chết luôn đó. Tướng lên rồi ông là nãy có ông kêu ra mà rồi là kết thúc clip đi. Chưa thì hồi mình về nhà bữa nay kết thúc đi bắt hai rồi xong bữa nay sẽ làm món mình bắt ít lắm anh em ơi. Mình chỉ bữa nay mình kết thúc cuộc bắt đi săn bắt nè rồi bây giờ là mình đi về là mình chế biến món đi về là mình chế biến nhậu nào rồi ok. Mấy anh em ơi, mình mới đi bắt ảnh đương về nè mấy anh em ơi, mà được có bữa nay đi bị thắt rồi. Được có mười mấy con nè. Bây giờ vô làm con gà luôn. Làm con gà nãy có quay lên đó. Mình làm con gà, mình nấu cháo, mình ăn cháo khuya luôn mấy anh em ơi. Mà gà gấp nãy quay lên đó là gà của nhà bé đẹp nghe mấy anh em, chứ không phải gà ấy đâu. Mình thì anh em thì cũng biết rồi. Đây bữa nay làm món mới nè. Cháo gà ăn với bùi ngót. Độc lạ đó. Độc lạ luôn đó nghe mấy anh em. Bình Dương không có Bình Dương, cái này Phú Quốc. Má con sâu bắt được con mớ ở đường nhà mấy anh em đó. Được chậm, hai rồi giờ mình quay giấc phê luôn mấy anh em với chị em ăn cháo đồ luôn cũng được. Đây bắt cái nồi miếng xôi để làm con gà luôn mấy anh em á. Đây đây mới cắt tiết xong nè. Cây dương đây mấy anh em bạn Công đang làm đây. Ừ. Gà này là của nhà của bé đẹp nha mấy anh em, chứ không phải mình đi bắt ếch rồi mình bắt ấy rồi mình bắt luôn nha. Cái này là bé đẹp thì gà nhà bé đẹp thì ở bên đây ở bên Phú Quốc có nhà có chạy gà nha mấy anh em, có nuôi tùm lum đủ thứ hết chứ. Gà nuôi chó. Chó mấy chó không chó nữa. Gì hả? Con chó độc không? Rồi bữa nào mình qua anh quay. Bữa nào qua quay chó mà trừng trắng không có trừng. Con nó bây giờ nó có sợ đâu. Nó cứ gọt tụ nó còn hơi ghê hơn nữa. Uống cục coca không có chịu á. Nó muốn sống luôn hả? Sống bớt đi cho nó nhẹ. Đây cái này là nhổ. Thôi để sao quá không ăn gì được đó không? Vì lần gà nhúng được quá, mình có cái... Gà đâu có xác được. Xác? Không xác. Con gà không về xác. Không về nó.
đổ đi mà cộng một chút xíu mổ bụng hết trơn đi rồi vậy được rồi đó, vậy mình đổ vô cái mình như tôi mần sạch lông với mần sạch rồi xong rồi chị hai bá chắc như bá nó với nó cháo gì đó bánh nó kêu bắt cháo không với mình tay chân đi đúng rồi. Rồi bây giờ mình ra ngoài bắt cái nồi cháo chứ sao bắt cái nồi cháo trước đi. Bắt cháo rồi. Dạ, rồi. Dạ. Bắt chưa? Dạ. Bắt rồi. Đó, trụng nước sôi nó mấy anh em ơi. À, mấy anh em thì mấy anh em mình không quắt thì mình người đang chân vô làm. Còn có mồi ăn cháo phi kia đồ nãy kia. Phi à. Nãy bắt ảnh đường thì không được nhiều con hết trơn á. Mà cái đó, cái đó để ngày mai làm mồi riêng. Ủa, ngày mập. Giờ thả mà, giờ tới tôi 6 tháng mà, giờ chưa được 6. Chưa. 4 mấy à? Ừ, giờ chưa được 6 tháng. Giờ này nó liệt vô hàng gà đá mà sao mà bắt hả ông nội? Dạ. Này đó gà tre được nè, gà này... Nó nhỏ con quá à. Nhỏ con gà tre, đó gà tre. Không biết cái gì mày. Chị nước kìa nè, chị nước kìa. Này anh hai đây là anh hai nãy giờ đi xịt chung với mấy anh em mình nè, ông kia ông quay không biết sao đây, hai con bia đó là nãy là nói với thằng Sang rồi đó, đặng mà không đủ bia lẫn tâm học mà đi con cháu bỏ bia rồi được rồi đấy, hấp bia sao được rồi, hấp bia đi bỏ nấu cháo đi ăn cháo phê luôn cũng ngủ mà đâu có nấu đâu làm gì nữa đâu mà không có xác đâu, già mà không xác được mấy mần được 30 giây muốn bụng luôn mà trẻ hết trên đây giờ bánh mình khỏi cực không qua công của người khác xong mình thêm mình phê cái gì được này mình nhờ cái gì được tại tôi không rảnh đâu, nói tôi rảnh tôi làm thôi chứ tôi rảnh tôi làm được lắm, mấy buổi sáng là tôi mần nhắn lắm. Mày không nên kiếm chợ, kiếm chợ cái ông chữ tôi. Bên kia làm gà, bên đây thì bắt sẵn cái nồi cháo. Mẹ ăn cháo phi ở đây mới bắt được có mười mấy con rồi chị hai. Chị hai hôm nãy vừa bắt cái nồi cháo bên đây. Bả làm gà xong cái đầu là bỏ vô là vừa luôn đó. Mà chừng gà dắt mình đổ cỡ 10 phút rồi chứ gì nha. Mau mà, nước sôi rồi là thả vô đâu có lâu. Đâu có nhiều lâu nè. Ngon ha. Đó mới đẹp, mới đem gà qua nè, mới đem qua nè. Giờ bỏ vô chợ thôi, gà rất ngọt chưa lắm luôn. Để nguyên con luôn đi. Dễ chín hơn. Đây bây giờ này rất tối rồi, mấy phê mấy này mình phải bên làm chút cho nó lẹ mấy em, người ta ăn chưng cho nó lẹ. Gà này giờ chặt ra cái là bỏ vô nồi cháo luôn nè. Gà nuôi ở nhà bởi vì thịt mình thấy ngon ha nha. Trời ăn ngọt lắm. Mình chặt ra hay sao? Mấy cháu bắt sẵn luôn rồi mấy em ơi. Hai bà bầm tỏi thử nữa kìa. Chảo chút xíu lên là chín. Ồ, hôm nay có cơm, mắc cơm nhớ lẹ lắm. Ờ, gạo rang này đâu có lâu. Ồ, nãy giờ chị gắn hả? Ừ. Trời ơi, chị em tưởng... Đó nè, tao muốn nhừ rồi nè. Rồi, gạo rang thì lẹ. Cái mà dễ gì? Phải đặt vô cắt hành rồi tiếp đi phải đặt. Thôi khỏi. Cái gì
không gà gà nuôi ăn ngọt lắm mấy này mà chính xác gà nuôi luôn. Mặn nước mũi đó. À, nó hết nước mũi. Sỉnh giờ sỉnh giờ không thấy mấy cái đó đâu. Không thấy gì cũng mặn, thà không mặn cứ mặn gì. Ừ, thật là ăn cho nó ngon miệng. Mà chín bên sung lắm mà nó lặn đâu rồi không biết nữa. Giờ bánh này chắc chút qua gì mới có qua không mới làm nữa. Sao cái kia tỏi ra chút để mình thử thử đỡ như sao thử mình để như cháu mày nhấp xuống mới để thử cho già mày nhấp xuống mới để 10 phút sau nó sẽ chín mấy em ơi gà ăn cháo kia mấy rồi em cậu
Đây, ăn cay để ớt cưa thêm nha. Giờ bắt ảnh ương có mười mấy con à. Giờ này khuya rồi, ăn cháo khuya luôn mấy anh em ơi. Cháo khuya luôn nha cả nhà. Cả nhà mà cũng ớt thì ăn cháo khuya với cả nhà mình nha. Nè, ai ăn ớt sắp cưa thêm nha. Cay đủ đô thì... Đây đi được thêm con gà nè. Đi ra bắt con gà nhà, đi bắt ớt ồn mà với ảnh ương mà dính con gà nhà. Ừ, dính gà nhà. Không muốn nói leo lên nóc nhà mới lắp được gà. Ngày xưa thì mình đi đi xô cốc nấu cháo gà. Đúng nhiều lắm mày đừng có. Bây giờ là đi bắt một con cũng vẫn là nấu cháo gà luôn. Nói chung thì có bà chị má. Sao bữa nay ngồi nghịch chỗ hết trơn vậy? Ở khuya mà có bà chị bữa nay ngồi đây ngồi đây. Rồi sát đây nè. Ngồi đâu cũng được chứ. Nói chung là anh được cái hai tay. Anh làm hai tay. Cầm dao cầm kéo để coi thử đi. Bữa nay mà thì bắt ở đường không có có mười mấy con à mấy anh em ơi. Giờ mình làm con đen gà luôn. Đen đi hai tay làm gà nấu cháo ăn với đường ngót. Chứ để bên bự bên nhỏ sao? Tôi để cái này cho là tôi để vô trong máy tôi ra. Ai ăn cái gì đó là phải. Chứ cũng cũng đi không ăn. Nè. Ai thích ăn gì thì ăn. Đúng không? Mời cả nhà nha. Giờ mình đói bụng mình giết chiếc nhá cháo mấy anh em ơi. Vô, mời cả nhà. Dạ ngồi ăn luôn nha hai ơi. Không muốn gì đâu có đặt đâu. Con bữa nãy nó. Ừ, đặt ra muốn quên kia kìa. Nè, ai vậy là cái nhà mình này sao rồi? Mời anh em ăn. Bỏ vô hả? Rồi mời mấy anh em mời cả nhà. Nhưng mà cái này ăn sao nè? Đây đây bỏ vô. Để vô mốt nhà cô má gì đó. Vô là nó chín không? Được không? Rồi. Má muốn dính nè. Má để vô muốn dính nè. Hạ lửa xuống chút. Mới đẹp nữa là lần đầu tiên mới đẹp gọt gừng á. Tại đó giờ có gọt đâu. À đâu, gọt gừng ở đây tôi gọt chưa? Sắp một phút một là xong rồi. Tại vì tính ăn gà là không có gừng, vịt nó mới gừng. Bởi vì là ấm là tôi chỉ có cháo mới bỏ gừng thôi chứ không phải là dính tới gừng gà. Chăm gì để làm gì nữa kìa. Chanh hả? Chăn sắc ra làm tư, cái thợ sắc gì nhỏ không trời. Nặng nặng nặng. Trời ơi, sắc làm tư đó, má ơi. Sắc để đẹp đó. Ý nó là sắc là nó làm tư là lắm mà. Rồi sắc bạn không có giữ lại cái lỗ này. Không có lấy cái cùi. Rồi không lấy cái cùi trong bởi vì sắc nhỏ nhỏ là nó bị rớt cái hột ra ngoài nó cũng như đó nữa. Chiều đó hay lắm á. Dễ chơi như vậy. Nè có hủ tiêu nãy đâu rồi, ai ăn gì để vô. Ai ăn gì để vô. Cháo ăn với đậu mát với bùa ngót nha. Thôi lên thằng Hoàng nha, ông nội tới cái chuẩn trời đâu. Trời ăn được mà nó mà chín. Chúng mình uống cái nữa vô nè. Ăn vô, bè vô ăn vô lại về nhậu. Hết mươi, nội ơi. Bà nhậu, bộ mạnh tay phải chơi cái lưng đừng bi gì hết. Mời cả anh em nha. Mời anh em nha. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Nếu mà coi clip của anh Phước thì cũng nhớ like và tim rồi muốn sẽ có nhiều cái clip hay hơn nữa để cho anh em mình cùng tham khảo nghe bùn bớt không anh thử bùn hai bùn bớt kìa nhưng mà cái nhà ăn dùng mới rồi cái gì từ đó vậy ăn cái gì cũng phải thử chứ cái nấu độc quá thì không ăn chứ cái mấy cái này không độc nhờ đâu cái nào có độc có độc tại nó hơi lạ cái cách ăn không bỏ thịt nhớt đi còn không còn không phao còn không cái kênh của mình là bỏ thịt nhớt lắm đi cái gì phao không rồi chứ có cháo đâu trời gấp vô ăn từ từ gấp cho mấy cái đầu kìa đó ăn gì lắm đi ăn gì lắm kìa thảy thảy vô lên bớt bớt thôi vậy thảy ra kìa đưa hết cái đi vô hết thì chạy hết đi có nhiều dạo nãy giờ không thấy có miếng nào vậy đưa hết đi mấy anh em miếng gà nghe mấy anh em đưa vô nhiều quá rồi nó gục nó sao ngon không cái này mình ăn mà uống chắc không đâu đúng không đây đi này mình ăn thôi ăn thôi để cháo thêm rồi chừa quả miếng đi quả có tổng mà nước nước nó quá đầm mình sẽ đổi tiêu đúng rồi tiêu không ăn chứ đúng không
Múc miếng cháo mà tự nhiên nước không này đi vào. Múc miếng cháo dùng được rau không à? Em khá hửi mùi tiêu đó. Mà mỗi lần hửi là sao? Chưa lắm đâu ha. Nhưng mà hay hửi chưa lắm đâu. Hửi cái nó nhột 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 cái lỗ mũi đã đó. Nó nồng á. Múc miếng cháo được dùng được rau không à? Chạy cho nóng tí đây rồi. Mỗi không được đi nào luôn quá. Chứ tô cháo chắc không được đi nào luôn. Ủa. Nãy hứa để dành đi bắt ếch ồn với gì với anh Hương. Bắt về rồi không chịu nhậu. Kêu mẹ ngay, kêu mẹ ngay. Không mà nó lạ lạ. Không mà nó ngon mà. Này bụng hót ăn được thì cái gì cũng ăn được hết. Không, con nít là mình bầm ra, mùa ngót là bầm ra nấu cháo nè, với mà củ cải đỏ cho con nít ăn á, là như mình xay vô luôn vậy đó. Là ăn rất là bổ. Nó ngon đó. Trời. Mời mấy anh em nha. Rồi, rết, về vô. Nhau ra. Chiếc xe. Được không, được không? Mình chua, không biết anh em tiền thôi. Chăn gà, chăn còn gấp cho người. Mọi người nhớ coi kênh. Chăn gà dài ngon ha. Gà ngon. Gà lên nóc nhà bắt mà ngon. Con gà là lên nóc nhà đó. Rồi đúng câu luôn á, hồi nãy bắt trên nóc nhà mà. Ừ. Quá, để buộc rồi thì quá được. Còn bên này nói sao mà mày mà không uống, mai qua tao đốt nha. Gà... gà mình nuôi ở nhà nuôi thả bởi vì nó nãy sau kêu mà em Vũ không ăn thịt nó thôi ngót á là mới đem về đã chưa qua thêm một đêm nữa bỏ thêm đêm nữa em còn sống chứ không em cầm nó còn tươi vậy đó mà em cầm em Vũ vậy là cái cọng ra cọng rồi lá đó rụng dần rồi rụng sạch ngon 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 đúng rồi mình cần đúng rồi tôi là đúng luôn một miếng ớt nữa bỏ kéo nào đặt kéo đã quá cái miếng gừng vô ngon ai ăn cay thì bỏ gừng vô nha cái đồng lòng đã lắm chứ nhiều khi người ăn cay nhiều người ăn cay ít kẻ ớt giống cho người nha mày vô vô cái nhà ai tiết canh đặt nha cả nhà là quyết á mình nhớ coi sụp gai cho tim cho bỏng rồi anh em là ăn cay thì em ăn cay em ăn cắn ớt thôi bắt cái nhỏ kéo mặn lạc gì hả để nước thì quá trời ngọt ngon luôn rồi vừa ăn luôn cái này để nước thì quá dính hơi đặc là vừa này mình nãy là hơi đặc vừa nước dính tại vì nãy giờ mình múc cái lỏng mà vẫn còn cái đặc phải rồi coi trong nồi kìa, còn chút cũng cái thêm. Đã nó đặt rồi. Đặt cái gì rồi? Đặt cái vô. Không không, đừng đổ. Mình đổ rượu vô được. Ha. Ăn nước vô thêm thôi giống như người ta nấu cháo rồi cứ đổ nước là nó rộn. Mình bây giờ mình vừa ăn cháo mình vừa uống rượu nè, mình đổ rượu vô thì mình nó muốn thêm rượu nữa. Đúng rồi, khỏi nước nóng đi. Còn nó cầm gót. Đúng rồi, khỏi uống rượu đi. Bớt ra lại. Bớt ra rồi đó mà nó nó lửa. Nó sao mà người ăn cháo là nấu một nồi cái là khách vô ăn cháo người ta hỏi là còn cháo vậy đó mặn đảo quá bỏ vô miếng nước chịu khó chờ chút xíu là nó nở ăn nữa rồi cái này thêm nước nữa đặc lắm nào phải thêm cà nước nữa cà nước lớn bữa nào mình qua bên con cái ngày gấp đương ngày cháo á cháo là ngon ăn cháo lòng lợn á trong chân mình kêu nó là bán một bọc cháo để nó riêng đem về rồi cháo nó quýnh luôn nãy cô ơi bán con bịch cháo là bỏ nước riêng cho con mất con gà mái mà không để nó hết để ăn rồi không hỏi đâu mời ăn rồi không có nói gì nữa đói quá ăn luôn ăn giống như vậy thôi giống như đi uống nước mía nha cô nước mía là đừng bỏ đường nha cô nó mẹ nước mía bỏ đường gì mày đúng là chắc tối như trời như cô cháu kia là đừng ha mỗi lần bỏ tiền cũng lâu rồi không ăn cơm ăn gì nữa cháo là vui. Cái gì mà tôi nấu cháo hoài hả? Không giờ mà dắt ra mà hấp cho cháo mà để gần để tiêu là vô ha. Ấm là đỡ cái quả đã. Đúng quá. Nãy 20 phút múc qua cái rau không? Lên cái rau mà. Ủa cho đặc đặc vậy nó hấp cho đã. Nè rau nè.
Nó cho bà này ông ăn thử, tại mấy ông không để vô, mấy ông để vô mà ăn đã ngon ngon. Thì cái bộ rau mát mà bỏ vô cháo là ăn như cháo với rau mát vậy. Không phải thiệt. Đúng. Cái này cháo với rau mát. Vâng. Không phải thiệt. Bên này nó giòn ngọt nữa. Không. Cái ngọt đã luôn trời. Giúp. Giờ tôi không có ăn thịt mà tôi phải cháo ngon. Càng ăn thử miếng rau mát. Giòn giòn mà đã. Nè có cháo có đưa miếng nước nè. Thôi nãy sao hồi nãy tính nấu dừa vậy là tính không có nhúng rau, tính ăn cháo với thịt gà, đâu có biết nhúng rau, nhúng rau thì mình rất hơi lỏng. Bây giờ ăn toàn là tiết canh. Còn mà ăn không mà bắt lỏng mà múc nước không nha, ăn nước không nha. Giờ này mà 4-5 tháng qua này, lúc mấy tháng mấy qua này dọn nhà chồng qua 4-5 tháng. Gà này mềm, nóng dai. Bây giờ ăn cái tiết canh đặc nè. Gà bớt ở đây sao mà nó nóng dữ nè. Đổ nước vô, mới đổ nước vô mà còn nóng đó. Giống như đã. Nước vô. Ăn luôn rồi mấy anh em ơi, không có nói gì đó nữa được hết nha thầy. Có ăn gần chết luôn. Đổ lửa là cho khổ quá ha. Để lỏng mà lỏng thì múc bên kia nội kia để qua ăn cái nữa. Không hỏi đi. Nóng. Giá nữa cho nó như vừa. Nóng rồi. Sợ để nước vô nó lạc á. Dạ không nổi. Không đúng rồi ngon. Dài ba làm chén nước mắm nó ngon. Nước mắm này chấm cái này thì nó hơi lạc chút xíu, chứ còn nếu mà chấm vô với cá chiên cá chiên tươi đúng rồi. Cái này mà lá chanh nè, lá chanh rồi sắc vô đây nữa nó mới tới bài. Ăn đi rồi một hơi nó rồi bứt lá chanh ăn vô sao. Thôi đậu buông đó, nó mới là cái mấy lá đó. Cái cây mà đó sao quăng hết trơn. Em bắt biết nhiều con không? Bởi vậy ngồi em bắt 7-8 con vô. Vô. Mời tất cả anh em nha. La lên đang quay mà không la, không nói được chương trình gì mà sẽ chạy like được. Nó đổi quá rồi, hàng không luôn mấy anh em. Ôi trời. Điều đâu có nữa chồng. Đi bắt phiều quá đói. À, giờ này mùng 1 giờ. Nước mắm là bằm lá chanh như cái thiệt là mịn. Rồi mình chấm nó dính vô. Dạ, con thấy rồi mày. Biết mà. Biết là biết rồi, nhưng mà em làm ăn với cháo thì nó lạ. Đâm bụng nó ăn với cháo nó lạ. Thì đâm chứ còn muối ớt thì đâm, còn nước mắm mà đâm nó đâu ngon. Sắc cho tao thiệt là mịn á. Để vô sắc sợi. Mà đâm sâu nó ăn mẹ nó hết trơn rồi. Ừ. Để nước này nó không thấy rồi. Mấy sâu nó ăn lá chanh gà, bây giờ mình bắt mấy sâu mình ăn vô. À, đúng rồi đó. Đó, giống hồi nãy lấy mấy cái bộ ngón này cũng con sâu đây, tôi thấy con sâu chà bá vậy. Thằng này bên quê bán là rau nè, là dính con sâu là lỗ canh dính là nó ăn con sâu luôn đó. Nó sâu ăn rau mà là nó ăn luôn á, nó còn nó chín rồi nó ăn. Ở vùng mà nó phải ăn tay ơi, phải ăn món này à chị. Rồi mình nó ăn ngon đó, lạ lạ mà nó ngọt. Nó bởi vì hồi nãy vừa xếp thịt dao nó ủa ý nó là ủa là tại sao mà ăn cháo mà có buồn ngót á, là mình ủa thôi. Mình nấu cái nồi canh á, mồng tơi nè với buồn ngót phải nấu chung. Cái thằng kia nó nè, thằng kia này nó trơn quá, thằng này thì nó ít quá, pha chung vô. Anh đi tốt ăn rau tốt, rau này tốt mình mắt mình nhậu mà ăn rau nóng đó. Đâu không ạ? Không mũi. Vô. Dính rồi. Cái gì vậy? Thì dạ, nó nấu cháo có lắc rồi. Vô cái nhà. Một cái nồi ế bà bên luôn. Ngủ quên cái nhà ơi. Đây đâu? Bữa đó là nào không? Thịt gà quá trời dai luôn nha cả nhà. Cả trơn luôn mới trời. Cả nhà dùng với mình có miếng thịt gà nè. Thịt gà lóc á. Gà rất là dai, rất là ngon luôn. Nó ngon lắm, không biết nó mặn đâu. Chấm một miếng cá anh em ha. Còn mấy nó uống luôn. Chứ không có. Ừ, cháo luôn mà anh em luôn. Chứ tối mà tối vô chuồng bắt thì nó nhảy xào xáo tùm lum hết trơn á. Cảm ơn cùng thịt gà. Mời mấy anh em nha. Gà quá cả nhà. Mà nó ngọt. Gà này ngon nè. Nó người ta nói là cái gì?
cái gì lên nóc nhà là bắt con gà đúng nghĩa luôn á. Hồi nay bắt con gà trên nóc nhà mà. Nãy thì bạn con hết nó kêu á, nhưng mà nó ở đâu biết không? Ở đâu? Nó ở trong cái nãy kêu bằng cái cây gì có gai gai á, mà nằm mé bên kia á. Minh Dương. Ừ, lộ qua tới bản luôn, lộ qua rồi tới cái đường mà anh hai nó chia sẻ đó. Tôi kêu đó. Thì nghe nó kêu nhưng mà mình tiếng nó mà không biết là nó mới ừ. Biết nghe nó kêu. Rồi xong rồi chân mình lội, vừa lội đi mình tắt đèn mình lội đi. Ừ. Lội đi gần kế nó luôn. Ừ. Rồi mình kêu nó kêu nữa. Ừ. Rồi xong nó mình kêu nó kêu là bắt đầu mình ngưng mình lội đi. Ừ. Rồi xong tới mình kêu là nó kêu. Mày lội tới điện thoại luôn mà nó má bên kia. Phải cả anh em nha. Cái lúc mà vô trong nhà chỗ cái trại nuôi cá của anh ba ở Long Xuyên á, tôi đâu có biết ví dụ mà ăn cháo với cái ông này đâu, cái gì bùn ngót này đâu. Bây giờ thấy lạ lạ nè. Mà tôi biết mất, tôi mới vô tôi cũng ghi gan như sang vậy đó. À, cháo mà đem nguyên một bó rau bùn ngót chào bá là để cái bùn ngót này ăn cháo hay ăn gì vậy? Ừ. Cái bùn ngót ăn cháo, nói trời ơi, vụ mới à. Một trái ớt, đi đúng loại luôn. Tóc vô, hỏi là tóc. Cài. Nói không? Đổ gừng nữa. Đổ mồ hôi rồi đó. Thầy cay quá, mở rồi bỏ tụi cháo ngủ. Nó ngọt, bùn ngót nè. Nói mức nó cộng lấy vô, nên mấy cộng thôi, đừng nhiều quá. Mấy cộng là mấy cộng? 4 cộng đó. 4 năm là 9 quá thì nó không. Đừng nói dụ luôn, nó bụt quá. Rau mát ha cả nhà, tự bẻ rau mát là chiều nè, nó ngon nó dài gì luôn á. Nói chung là bên ở bên Phú Quốc thiệt, vùng đảo thiệt, nhưng mà rau gừng vẫn có đầy đủ. Giải thích cho anh biết cộng rau mát với cộng lục bình nó khác nha mấy nè. Cộng rau mát với cộng lục bình cái lá nó tương tự nhau, nhưng mà lá rau mát nó dài hơn, nó cao hơn và nó sẽ mỏng hơn. Cộng của nó rất là dài nha. Mà ăn nó ngọt hơn. Bây giờ ăn nói chung là mình chưa ăn thì mình chưa biết sao, ăn rồi cảm nhận nó sẽ ngọt hơn thằng kia nhiều. Rồi, ừ. Thử cho. Ờ, bình nhiều. Ăn sống vẫn được nha, rồi mình trụng vô lẩu cũng được mà. Không, đúng rồi, bác nó trụng lẩu rồi nha. Mình vẫn ăn sống trụng cháo, ăn sống vô vẫn ngọt, vẫn ngon bình thường. Quán đường cuốn ngon. Đâu, đó gì vậy? Ừ, cộng có hiểu. Cộng có nhiều lắm. Đang ăn rồi. Cũng đoàn nha. Quay qua thấy cái liền không có, ơ liền à. Nghe cứu điện thoại bỏ qua 3 liều rượu đi. Rõ ràng. Hai chứ đồ hai mà xong rồi thịt nó dài dưới đây. Vô. Con gà ấy mà dài gì nó ngon. Không, cái loại gà đá nó vậy mà. Ừ, này con gà đá hả? Gà đá mà. Gà đá mà mông chích nè, mông chích nè. Gà này gà đá nhưng mà chưa đá mẻ nào. Chưa đá mẻ nào nhưng mà nó ngon nhưng mà nói chung là nó dạt mà. Gà chưa đá mẻ nào nhưng mà không biết nó có may đội không, không biết chứ con gà này ngon quá nha, ngon luôn. Là thấy là nó mai anh em rồi đó. thấy mình may rồi đó. Ừ, là thấy mình may rồi. Vì nó mòn chích nè, là đúng nè, dán cánh nè, là đúng nè, gãy hai hàng trơn. Nhưng mà con cái móng hồi nãy kia của nó là móng bươi, móng của nó cục quá. Quá trời. Tôi không có con gãy tôi bận. Dân chơi gà nói nghe thôi là nó biết là dán cánh nè. Nãy đuôi lao, dán cánh đuôi lao nè. Đâm đau đúng chạy tới bà. Giống như là chim xanh mất hết mà đã chết không chạy hả? Chết rồi lấy quầy gì chạy? Đúng rồi, đó. Chết rồi lấy gì chạy? Hấp gà. Dán cánh. Dán cánh đuôi đau đó, đủ năm đau đau vậy. Hấp gà. Còn gà không? Hết luôn hả? Hỏi nay à? Hỏi chúng làm quá. Phòng em đâu phải là cái phòng của Doraemon đâu mà có những con. Nhưng mà có. Nó chơi ra là có. Không, vậy là nó nóng vừa. Không, ấy là anh biết. Anh nổi chứ là hấp cháo nó. Nó còn nóng nổi mà. Nó còn nóng, lấy bắt đi đi. Hồi nó nguội rồi, đi lấy luôn vậy à. Thấy ngồi ngoài đi lấy luôn đi. Thôi, biết rồi. Phòng không có biết chỗ nào. Biết nhưng mà làm gì mày lỡ mất vàng rồi hả? Ông Tuấn ổng quê về bình thường là
Hồi nãy giờ là nó nhào lỏng ra ha. Ô quá nó không tươi hết à. Nó hơi gì ra. Cứ nãy làm gà mà chưa nhớ nhào gà. Ok, nghe chữ gà uống cắt rồi. Ừ. Cắt này có vui. Nói xe đậu rồi biết coi ấm trong phòng. Đi phòng không? À, biết thấy xe đậu á. Anh quay lại chương cảnh này. Muốn hết đâu nè. Rồi uống kiểu là sáng uống rồi nhưng mà uống dạ cấp thì cấp là không lại rồi. Kéo tới một vụ vậy ha, đúng rồi. Nhất chứ hát Kéo này qua. Kéo này mới bật được á. Kéo này kéo cái gì mà kéo rồi cái chén mình không được đâu mà. Phải kéo này nè. Rồi, rồi cháu này có thể nhậu chưa ở được. Cái gà cũ không lấy luôn. À ngon quá mấy anh ơi. Ăn mà súp hôi rồi nó đói. Cái gà cũ không lấy đâu. Đói lại rồi đảo hôi vậy ngon. Gà đồ ngon không mấy anh em ơi. Bởi vì vô coi. Vô, vô. Vô. Vô, mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Súp hôi rồi mấy anh em ơi. Bữa nay đi bắt dạ, đường mấy... nó hơi bị yếu mấy anh em ơi. Nói chung là nó ảnh hưởng để mình phân tích cho cả nhà mình nha. Đúng, mưa bữa trước á là nó đã ra rồi rồi xong cho nó kêu nhau rồi nó cặp bồ cặp bịch rồi xong cho nó đẻ trứng ra rồi hết trơn. Bây giờ nó chỉ là đi ăn bồi dưỡng, trốn ăn bồi dưỡng thôi chứ nó không có ra nữa. Bây giờ chỉ còn con nào mà nó chưa cái tới cái ngày giờ nó mới ra được còn vài cặp thôi. Mưa dặn đậu gì ếch cũng vậy nè. Bây giờ là con nào nó, trứng nó đợi chừng nào gần già rồi xong nó mới đẻ chứ trứng còn non nó bây giờ nó ra lọc trọt nó vậy. Tới công cộng đi chứ. Phải tới công chuyện thì tới công cộng. Thằng kia nãy giờ mình chạy nó ít cặp, nó không cặp đó. Không, còn bao nhiêu đó thầy ơi. Vẫn có món để ăn. Chiên hoặc là bầm ra xào xớ. Ít thôi, chứ đơn giản. Nói chung là cái đó là cũng cỡ 20 con hả? Ừ. Đó, nói chung là cũng được một dĩa nhỏ. Mai làm món ăn không hết luôn. Thiệt, mai tôi làm món ăn quá luôn. Mần lên mấy ông tái chanh đi. Thôi là ăn hết luôn á. Ăn hết, có ông nào dám ăn đâu. Mấy anh em ơi, mình xin dừng clip ở đây nha. Giờ này cũng mọi màng cũng hết rồi mấy anh em ơi. Rồi máy bay mấy anh em nha. Còn cái đầu dưới mấy cái giò không à. Còn cái đầu dưới mấy cái giò không à cả nhà. Vậy rồi mình kết thúc ở đây đi. Rồi. Rồi có gì ngày mai mình sẽ lên thêm một cái clip mới nữa nha. Rồi mời cả nhà ăn cùng với mình miếng cháo rồi. Tắt gì nó cũng tắt nha.